Với tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra khá là phức tạp ở trên toàn thế giới, thì cuối cùng Niantic cũng đã có một cái động thái, đưa ra một cái thông báo và một cái cập nhật vào ngày 12 tháng 3 vừa qua, mà theo mình nghĩ đó là một cái cập nhật rất là hợp lý, hợp tình, đó là tạm hoãn hoặc có thể là cancel luôn ngày cộng đồng Community Day của tháng 3. Tuy nhiên song song đó thì Niantic cũng đã có một số những cái update thay đổi ở trong game nhằm khuyến khích người chơi của Pokemon Go có thể ở nhà chơi, không cần phải ra đường nếu như không cần thiết. Và ở trong video này thì chúng ta sẽ cùng chơi Pokemon Go tại gia, thậm chí là vẫn có cơ hội săn Shiny như bình thường. Ấy, nhưng mà không phải là chơi cheat nha. Mình là Ban, hay còn được biết đến là anh Cà Tây. Chào mừng các bạn đã đến với hành trình Pokemon. Ok, theo như thông báo chính thức từ Niantic mà tụi mình cũng đã cập nhật ở trên trang Facebook của Hành Trình Pokemon, đó là đầu tiên về ngày cộng đồng, vào đúng ra là vào Chủ nhật ngày 13 tháng 3 này nè, chính thức bị dời hoặc là bị cancel luôn. Một quyết định hoàn toàn hợp lý và dễ hiểu từ Niantic, bởi vì you know, ngày cộng đồng, ý nghĩa của nó là chúng ta sẽ cùng ra ngoài gặp gỡ nhau, cùng enjoy Pokemon Go, giao tiếp và you know, have fun. Thì dành những ai chưa biết về ngày cộng đồng của Pokemon Go là gì, các bạn có thể xem lại một số những video về những cái CD Day kỳ trước mà mình có quay video. Tuy nhiên thì cái ý nghĩa của ngày cộng đồng nó đã không còn hợp lý nữa đối với cái tình hình hiện nay dịch Covid-19 khắp nơi. Thì nói chung là cũng không còn phải giải thích quá nhiều, các bạn cũng hiểu rồi ha. Rồi thì tiếp theo Niantic cũng đã có một số những cái update ở trong game. Điểm thứ nhất là ở trong shop xuất hiện một gói gồm có 30 incense. Incense tức là cái thính cá nhân đó các bạn. Chúng ta kích hoạt thì sẽ có nhiều Pokemon xuất hiện xung quanh hơn. Bình thường thì một cái vật phẩm incense này nó sẽ có cái giá là 80 coin. Mà dạo gần đây thì Niantic cũng đã sell off xuống còn 40 coin một vật phẩm ha. Nhưng mà với cái bundle này 30 incense chỉ có 1 xu thôi. Đó là một cách nói khác của việc Niantic giveaway 30 incense cho mỗi trainer. Và khi kích hoạt thì mỗi cái thính cá nhân này nó sẽ kéo dài tới 1 tiếng đồng hồ lận thay vì là chỉ là 30 phút. Tiếp theo là giảm 1/2 quãng đường ấp trứng. Đó giống như là để hỗ trợ cho chúng ta không phải đi ra ngoài quá nhiều. Kiểu mình đi từ đầu xóm tới cuối xóm là có thể nở trứng được rồi. Hoặc là thậm chí các bạn có thể ngồi tại nhà sử dụng chức năng Adventure Sync, kiểu mình lắc phone các bạn cũng có thể nở trứng được nha. Và cái việc đó hoàn toàn nó không có phạm luật chơi. Điểm thứ ba là những cái Pokestop nó sẽ cho ra nhiều quà hơn khi mà chúng ta spin, để mà cho những anh gym trainers nào có thể tiếp cận được những cái stop gần nhà mình, quay nó dễ ra quà hơn và gửi quà cho bạn bè, những người mà không có quá nhiều điều kiện để mà spin Pokestop xung quanh. Và điểm thứ tư mình nghĩ là cũng khá là hấp dẫn, đó là mật độ xuất hiện của Pokemon ở trong tự nhiên sẽ xuất hiện được tăng lên. Tăng lên mật độ bao nhiêu thì Niantic không có nói rõ, nhưng mà chắc chắn là sẽ có. Ok, thì rõ ràng là tất cả những cái update này từ Niantic là đều nhằm vào mục đích, đó là khuyến khích và hỗ trợ nhờ người chơi Pokemon có thể hạn chế đi ra ngoài, ở nhà chơi nhưng mà vẫn có thể enjoy được game. Thì trước khi quay video này mình cũng đã mua luôn cái gói 30 cái incense đó với một Pokecoin như là cho không. Và mình đã kích hoạt xài thử một cái incense xem nó như thế nào. Thì đúng thật là được kéo dài 1 tiếng đồng hồ lận. Và phải nói với mọi người là oh my god, Pokemon xuất hiện ra liên tục. Gần như là mỗi phút sẽ có 1-2 Pokemon spawn ra xung quanh mình luôn. Và với 1 tiếng đồng hồ, nếu mình nhớ không lầm thì mình đã bắt được đâu đó khoảng từ 60-70 em Pokemon. Và điều này hoàn toàn chưa bao giờ xảy ra với cái vật phẩm incense này trước giờ ở trong thế giới của Pokemon Go. Bình thường thì khi mà các bạn xài cái vật phẩm thính cá nhân này á, Pokemon sẽ xuất hiện ở đâu đó khoảng chừng từ 3-4 phút, thậm chí là có nhiều khi cả 5 phút mới xuất hiện một em kế tiếp. Rồi thả một cái thính ra 30 phút thì cũng chỉ bắt được đâu đó khoảng chừng 10-10 em là giỏi các bạn. Còn bây giờ một incense mà bắt được 60 cộng, không thể tin được. Và thậm chí là với một cái lure đó mình đã có hẳn ngay một em shiny Meditate. What? Ở đâu ra vậy? Nó thật với các bạn luôn là từ trước tới giờ chưa bao giờ mình thả thính cá nhân ra mà chấm được shiny cả. Theo mình nhớ không lầm là vậy. Kiểu what? Và em shiny Meditate này là một shiny hoàn toàn mới luôn, mình chưa có luôn mọi người. Đó, em bé mặt tả nóng quá, đỏ người luôn. Em này bình thường thì sẽ có một cái màu xanh ha. Ok, và ngay bây giờ mình sẽ dành hẳn một tiếng đồng hồ thả một cái thính cá nhân ra để cho các bạn xem cụ thể là trong một tiếng đồng hồ đó mình sẽ bắt được bao nhiêu em Pokemon. Rồi sẵn thì có thể là đếm được luôn là mình sẽ kiếm được bao nhiêu dust nữa. Đây, để vào vật phẩm... đây nha mọi người, cái vật phẩm incense này nè. Trước đó thì mình cũng đã có sẵn khoảng 10-20 cái rồi. Vừa mới mua thêm cái gói 30, lên được gần 50 cái incense luôn. Tương đương với 48 tiếng liên tục có thính. Ghê chưa? À, và chưa kể là có luôn cái mystery box, hay mình còn gọi là cái box Meltan đó. Mình nghe nói là cái box này nó cũng sẽ được hưởng ké cái update lần này. Cũng sẽ kéo dài được 1 tiếng đồng hồ.
và mật độ những Meltan nhảy ra sẽ càng nhiều hơn nữa. Và thực ra là mình cũng đã có nhờ Lano tự quay một video mở box Meltan xem là ra được bao nhiêu em. Chút nữa mình cũng sẽ cho các bạn xem luôn ha. À mà quên nữa, để cho birdie của mình ăn đó các bạn ơi. Em nó đói mèo và nó biến mất luôn rồi. Đây. Đó. Em nhảy ra chơi với mình rồi. Ok, kích hoạt vật phẩm incense nè. Let's go. Một tiếng đồng hồ. À, sẵn chơi luôn. Nó cũng không phải là thời điểm tốt nhất, nhưng mà bây giờ mình đang có quá nhiều star piece, mình xài luôn các bạn ơi. Mà cây dust. Đó, chưa gì xuất hiện em meditate đầu tiên rồi nè. Chấm nha. Yep. Hôm qua có rồi, còn đòi nữa. Xem IV. Yeah, ok, cũng có thể được đâu đó cho PvP, nhưng mà để xem. Ấy, mới bắt xong lại ra em thứ hai nè. Những cái em Pokemon nào mà do cái thính của mình thả ra thì các bạn sẽ thấy là xung quanh em nó cũng có một cái vòng hồng hồng nó chạy theo xung quanh luôn nha. Đấy, em này Krikita. Mình sẽ bắt nhanh này luôn. Ấy, nó tốn banh quá. Thời điểm nhạy cảm không đi ra. Ném bình tĩnh lại, mất 3 banh cho một em rồi. Thời điểm này quá nhiều luôn, xuất hiện rất là nhiều, bắt không kịp luôn á. Ok, hình như mình nhờ, em này là vào vỏ rồi. Dạ, yeah, vào vỏ rồi. Ok, bây giờ thì mình đang ở là 1247 em Pokemon. Để xem sau một tiếng đồng hồ thì mình sẽ lên được thêm bao nhiêu. Dust của mình đang hiện có là 1215330. Ok, để xem như vậy đi, một tiếng đồng hồ sau sẽ lên được bao nhiêu nhé. Có luôn vật phẩm Star Piece. Đó, ra tiếp nè. Trong khoảng thời gian này thì những em Pokemon hệ Fighting đang được spawn ra nhiều hơn như bình thường. Cứ bắt một em cấp 1 thì mình sẽ được 100 Dust cộng với vật phẩm Star Piece 50%, nữa là mình được 150 Dust. À, em này được Weather Boost nữa, được lên tới 187 lần. Ok, Mankey nè. Đi xem, Shiny không? Mình đang muốn Shiny em này. Let's go! No. Nhưng mà nào đang muốn nuôi những em Pokemon cụ thể thì có thể cho ăn Pinap ha. Nhưng mà bản thân mình thì hiện tại mình đang không có nhu cầu nuôi những em này, chỉ muốn săn shiny thôi. Meditate thì mình cũng đã có khá nhiều kẹo rồi, 461. Mankey thì cũng 300 mấy. Nói chung là cũng không phải thiếu, cho nên là mình cũng sẽ để dành dứa cho những em khác. Makuhita. Em này thì mình đã có được shiny từ rất là lâu rồi, từ lúc trong cái khoảng thời gian mới comeback. Nhưng mà nếu mà bây giờ có được thêm thì cũng không chê đâu. Đây, mình bắt được em nó vào vỏ rồi nha mọi người. Còn cái hình em nó đang đứng ở ngoài đây chỉ là cái bóng thôi, bởi vì mình đã dùng cái phương pháp bắt nhanh á. Hình như là cứ 30 giây nó ra một em hay sao ấy. Rất là nhanh. Cũng khá là may thì trước đây mình cũng đã stop cũng khá banh rồi mọi người. Banh đỏ là 140 mấy, gần 150, cũng gần 150 Great Ball và hơn 400 Ultra Ball. Mình nghĩ là bao nhiêu đây banh thì cũng sẽ good cho khoảng 2 tới 3 ngày. Sandress. Em này mình cũng đã có shiny luôn rồi, có hai em luôn nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ xem đồng hồ để xem khoảng cách chính xác của mỗi em Pokemon nó xuất hiện là như thế nào. Rồi, ok. Em này đầu tiên là 04 giây. 44 04 giây. Giờ mình sẽ bắt em nó nha. Come on. À, đừng có như vậy mà. Hơn 30 giây rồi. Giờ ra ngoài coi có một em nào xuất hiện hay không. Chưa. Ok, 42 1 2, 3, 4. Oh wow, lần này nó hơn 1 phút rồi. Ok, hơn 1 phút chút xíu, 1 phút 10 giây thì em thứ hai đã xuất hiện. Ok, thì cũng giống như là mình ước tính, cứ 1 phút thì khoảng có từ 1 tới 2 em. Nếu mà mình hơn thì sẽ có 2 em xuất hiện luôn. Em này chưa vào. À đúng rồi, quên nữa mọi người. Bây giờ mình sẽ bỏ trứng vào lòng. Hiện tại thì mình đang có một mẻ 9 trứng 10 km. Sưu tập kẹo gần 2 tuần lễ mới được nhiêu đây đấy. Trứng 10 rất là khó quay ra luôn. Và cực kỳ may mắn là chúng ta đang được giảm một nửa quãng đường ấp trứng. Cái lồng Super Incubator nó sẽ cho trứng 10 km, còn 6.7 km. Bây giờ để xem nào. Boom. Yeah. Còn chỉ còn 3.3 km thôi. Ok, đây mình sẽ bỏ vào hết. Đấy. Rồi, cho hết vào lồng rồi ha. Từ từ để mình ra mình bắt em ngoài này vừa mới xuất hiện. Hết. Thêm một em. Shiny của em Rattata này cũng khá là đẹp, mình chưa có luôn. Come on. What? Chưa bắt được nữa hả? Sao em khó tính vậy? Trời ơi. Rồi, ok, em nó vô rồi. Đây nha mọi người, sẽ có một cái chức năng này mà mình cũng đã chia sẻ ở trong, mình nhớ là mình đã có chia sẻ ở trong một số những video trước rồi. Đó là cái chức năng Adventure Sync.
Thì cái chức năng này á, theo Niantic nó sẽ track distance and location while game is closed. Có nghĩa là khi mà các bạn bật cái chế độ này lên, chúng ta tắt game đi, thì những cái hoạt động của chúng ta, ví dụ như là mình di chuyển ha, rồi kể cả như là mình hoạt động như vậy nè, đó, cái phone mình nó dập dìu hoặc là nó lag, nói chung là có hoạt động á, thì cái này nó cũng sẽ khá là hữu dụng khi mà mình tập chạy bộ tại chỗ, ở trên máy chạy bộ đấy. Thì tất cả những cái hoạt động, những cái movement nó đều sẽ được tính vào cái km, cái quãng đường chúng ta đi hàng tuần, hoặc là để dùng để áp trứng. Đó, thì mình đã tắt cái chức năng này khoảng đường gần một tuần rồi. Và có một cái bí mật là tất cả những cái data, những cái thông tin đó, tuy là nó chưa được update vào game thì bởi vì mình đã tắt, nhưng mà nó vẫn được lưu lại. Thì ngay bây giờ mình sẽ bật lên, tất cả những cái data đó nó sẽ được tràn vào game một lúc. Và cụ thể ngay bây giờ nó sẽ tràn vào cái mẻ trứng 10km của mình vừa mới bỏ vào lòng. Bây giờ cùng xem nha. Bật lên nè. Ok, turn it on. Ok. Rồi, bắt em Makuhita này đã. Phải đợi khoảng 30 giây cho tới 1 phút gì đó thì nó sẽ cập nhật. Ok. Wow, Pokemon ra liên tù tì luôn mọi người, rất là nhiều luôn. Và như vậy thì cũng không có khác gì là mình đi bộ ở một cái công viên đông đúc luôn á. Rất cảm ơn Niantic về một cái update rất là hợp lý này. Rồi bây giờ để xem nè, vào cái mẹ trứng của mình nó đã được cập nhật chưa. Ok, chưa, nó vẫn chưa có update cái thông tin của mình hoạt động vào. Vẫn là 0 trên 3.3km. Và đây, mình đang ngồi với các bạn ha, mình không hoạt động gì cả. Chút xíu nữa nó sẽ update lên. Makuhita. Ooh, where my job? Okay. Boom. Oh, không shiny. Okay. Yeah. Sẽ cho em ăn pinap để thấy lấy nhiều kẹo. Macham thì rất là hữu dụng ở trong PvE. Xem IV nào. Mình sẽ để Trey. Đó, xem lại cái mẹ trứng hồi nãy nó có vết chưa. Ủa? Sao vẫn không ghi là mấy vậy ta? What? nó lên được 20m mọi người. Rồi, fail rồi. Mình nghĩ là hình như là mình đã mắc lỗi ở đâu đó. Kiểu như là trước cái video này thì mình hình như là mình đã bật lên một lần rồi thì phải. Yeah, rất có thể. Cho nên là chỉ load được vô có 20m thôi. Thôi không sao, chút nữa mình đi từ đầu hẻm tới cuối hẻm rồi làm mấy vòng như vậy. Lắc lắc phone là nó lên 3.3km thôi mà. Nhanh mà. Có một số bạn cũng hỏi mình về cái vụ cái series ấp trứng sang Shiny Riolu. Nói thiệt với mọi người luôn là bị Niantic troll một cách gọi là trắng trợn luôn. Ngay từ lúc mà em Riolu được bỏ vào trứng 7km thì mình nghĩ ok, yeah, đây là một dịp tốt để mình có thể săn Shiny Riolu. Kiểu là, ý là không biết là có được hay không, nhưng mà ít nhất là mình có thể kiểm soát được cái số lượng trứng để mà mình up mỗi lần. Bởi vì trứng 7km là nhận từ quà của friend, thì mình sẽ hạn chế không có spin stop để mà cho những cái trứng khác nó vào, mà mình sẽ ưu tiên là mở quà để chỉ lấy trứng 7km, tập trung để mà target em Riolu cho nó có cơ hội shiny. Nhưng ngay cái lúc mà mình quay cái video đó, nó là cái sự kiện Valentine, nếu như các bạn còn nhớ, thì em Riolu đã được bóc ra khỏi trứng 7km cho vào lại ngược trứng 10km. Rồi trứng 7 bây giờ sau khi hết sự kiện Valentine cũng không chịu đổi lại, mà lại tiếp tục cho những em fossil Pokemon, những em Pokemon cổ đại vào. Và cho tới thời điểm hiện nay thì Niantic cũng chưa có một cái cập nhật thông báo gì về kiểu là bỏ Riolu ngược trở lại trứng 7km. Cho nên cái series để săn Shiny Riolu của mình coi như tạm thời phá sản. Kiểu đúng bị troll luôn. Rồi thì cũng có một số bạn sẽ nói là ok thì anh cứ việc săn đi, mình lấy trứng 10 mình săn cũng được vậy. Không các bạn ơi, nó không có đơn giản đâu. Thì các bạn thấy ở đây nè, chính cái trứng 10 ở đây á, nó đã tốn của mình khoảng 2 tuần lễ. Bởi vì khi mà chúng ta spin stop, spin gym, sẽ có cơ hội ra trứng 10 mix với lại trứng 5, mix với lại trứng 2. Mà cũng không có chức năng là chúng ta bỏ những cái trứng mà chúng ta không muốn up, kiểu là bắt buộc phải up, rồi sau đó có trống cái slot mình mới tiếp tục đi spin lại tiếp được. Cho nên là cái việc mà để thu thập được 9 trứng 10 vô một mẻ, để mình có thể quay video cho các bạn dễ xem á, nó rất là khó và dài dai dẳng. Nhiều khi một tháng thì mình chắc chỉ up được 2 mẻ trứng 10 là cùng. Mà chỉ có 2 mẻ, tức là 18 trứng 10 trong một tháng thôi á. Mình nghĩ là tới Tết Congo cũng chưa ra được em Riolu nữa, nói chi là Shiny.
Cho nên là series Real Shiny của chúng ta cũng tạm thời bị gián đoạn. Và bí mật là thậm chí còn chưa bắt đầu. Ý tưởng chết từ trong trứng luôn, đúng nghĩa luôn. Ok, đã hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Và cái vật phẩm Starfish của mình nó cũng đã hết hàng. Bây giờ mình sẽ cắn thêm một cái nữa. Đấy, lỡ rồi. Ui, em thỏ. Boom, binary. Hôm nay thì mình cũng đã có Shiny rồi nha mọi người. Đó, Shiny, cái bông của em nó bồng hồng rất là đẹp. Hôm nay mình sẽ cho mọi người xem binary. Here we go. Đó, màu hồng đẹp chưa? So cute. Có một cái khá là thú vị khi mà các bạn chạm vào em nó đó. Cái tai bên này mình tưởng là bị cục ha. Cái nó mọc ra nè. Oh my god. Kiểu cái này nó xếp thành một cái bánh donut. Xong rồi. Đó các bạn thấy không? Siêu dễ thương luôn. Thử thách ném xoáy bằng tay trái nè. Boom. Great. Yeah. God, wow. CP 11 min luôn mọi người. IV cũng ấy luôn. Em này là cho lên đường được rồi đó. Nhưng mà mình đã sau cùng để mình thống kê coi được bắt được bao nhiêu em nữa rồi. Mình sẽ cho em nó thành kẹo. Ok, chúng ta chỉ còn khoảng 8 phút nữa thôi thì sẽ hết thời gian của cái insane này. Rồi từ từ mình sẽ thống kê luôn ha. Thì trái. Ok, và chúng ta còn đúng 1 phút nữa là sẽ hết lure. Trong 1 phút cuối cùng này sẽ bắt được thêm bao nhiêu em đây? Cái incense lần đầu tiên mà mình thử mà không có quay video á mọi người. Đúng chất luôn. Bắt được một số những em rất là hiếm. Ví dụ như là Cranidos luôn ha. Một em best của hệ Rock. Rồi một em Manditis Shiny. Rồi hình như là cũng 3-4 em Macham luôn ấy. Còn cái lure lần này thì có vẻ như là không có chất bằng. Mà wow, số lượng cũng rất là nhiều. Cho nên là mình cũng không có phàn nàn gì nữa. Ngồi ở nhà vừa được bắt Pokemon thỏa thích. Ok, và chúng ta đã chính thức hết thời gian 1 tiếng đồng hồ của cái thính cá nhân này. Và bây giờ mình sẽ cùng thống kê xem là tổng cộng mình đã bắt được bao nhiêu em Pokemon và kiếm thêm được bao nhiêu Dusk. Ok. Ok, số Pokemon hiện giờ của mình đang là 1302, trừ đi cho con số ban đầu là 1247. À không, thực ra là trừ đi 3 em, tại vì mình bắt demo 3 em mà. Là trừ đi cho 1244. 1302 trừ cho 1244. Vậy tổng cộng là mình đã bắt được là 58 em Pokemon trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Vì chi là khoảng 1 phút một em đó các bạn. Chưa kể là trừ hao cái thời gian mà mình setup máy rồi đang quay giữa chừng hết pin thì mình cũng có thể là mình sẽ miss một vài em. Rồi còn xem số dust xem nào. Bây giờ là mình đang ở là 1.223.761. 1223761 trừ đi cho số dust ban đầu là 1215330. Boom. Tổng cộng mình đã kiếm được 8.431 Stardust nhờ có xài thêm hai cái vật phẩm Star Piece. Ok, thì cái kết quả này nó theo cái kinh nghiệm mà mình hay đi bắt Pokemon ở ngoài công viên vào những ngày bình thường á mọi người, là nó từ bằng với lại hiệu quả hơn một chút xíu, thậm chí là so với những cái ngày mà mình đi bộ bình thường. Một tiếng đồng hồ mình đi bộ trong công viên mà kiểu tích cực rồi cũng có thả Incense ra luôn á, thì cũng chỉ nằm ở đâu đó khoảng chừng 60 cho tới 70 em Pokemon. Nhưng mà cũng tùy vào cái địa điểm mà mình đi bộ nữa. Có một số nơi thì cũng chỉ khoảng từ 40 cho tới 50 thôi. Đi bộ ở ngoài công viên thì mình còn được lợi thêm một cái nữa là sẽ được tính vào số km để mà ấp trứng, rồi tổng qua cái số km mà mình đi bộ hàng tuần để cuối tuần được nhận quà. Tuy nhiên thì cả một cái update từ Niantic cho Incense 1 tiếng đồng hồ và một gói 30 Incense chỉ với 1 đồng thôi, rất là rẻ, tạo điều kiện cho người chơi có thể hoàn toàn ở nhà nhưng mà vẫn có thể enjoy được game. Thì
kết quả này gọi là vượt quá mong đợi rồi mọi người. Và mình tin chắc chắn là trong 30 tiếng đồng hồ ngồi ở nhà thả lua, mỗi anh chị em trainer chúng ta cũng phải kiếm cho mình được ít nhất một vài em shiny chứ nhỉ. Ví dụ cụ thể là như là mình ngay cái gói đầu tiên là đã có ngay một em Meditate shiny rồi. Rồi và bây giờ thì như là mình đã nói ở video, tiếp theo sẽ là phần của Lano cũng tự ngồi ở nhà trải nghiệm mở box Meltan để xem trong vòng 1 tiếng đồng hồ Lano đã bắt được bao nhiêu em Meltan nha. Hi, xin chào tất cả các anh chị em trainer. Thì bên cạnh thì xem là được một tiếng đồng hồ thì nghe đồ box Meltan cũng được kéo dài một tiếng đồng hồ. Thì bây giờ Lano cùng mọi người thử xem là cái box Meltan này có phải là như lời đồn không nha. Box Meltan mở ra, open. Và để xem đến cuối cùng của hết một tiếng đồng hồ thì box Meltan mình sẽ bắt được bao nhiêu con Meltan nha. Được một tiếng. Nào ra đi. Một em đã ra. Hình như lần này cái biểu tượng xoắn sắn quanh mình nó mới thay đổi hay sao á. Lần trước là chỉ có xoắn nhẹ thôi, giờ thấy sắn xoắn lóc mạnh mẽ. Một em Meltan CB800 cho ăn dứa để được nhiều kẹo hơn. Sao rồi? Wow, ra liên tục luôn. Bình thường phải ngồi đợi một chút nữa là nó mới ra một con mới. Bây giờ ra liền một con mới luôn. Ok, thì sau một tiếng mà trong box Meltan thì để coi Lano bắt được bao nhiêu con. 1, 2, 3, 4. Nhân cho 20 là 60, 61 con. 61 con trong vòng 60 phút. Nếu mà tất cả các con mà mọi người đều cho ăn dứa thì để coi 6 nhân cho 61 con. Thì 366 kẹo Meta này mọi người có thể gần evolve được một con. Nói chung là not bad. Này chắc đi evolve con này đi. Ok, vậy nếu mà mọi người có bóc Meltan thì nhớ tranh thủ mở bóc Meltan nha. Để coi 60 phút được 60 con. Bye bye, xin chào tạm biệt. Ok, không tệ xíu nào mọi người. Vậy thì nếu như các bạn may mắn có thể bắt được hơn 60, có nghĩa là khoảng 65-70 em Meltan á, thì chỉ với một box thôi thì các bạn đã hoàn toàn có thể sở hữu cho mình một em Melmetal. Tuy nhiên để có thể sở hữu được cái Mystery Box, Box Meltan thì các bạn phải trade với một máy Nintendo Switch có game Let's Go Pikachu hoặc là Let's Go Eevee. Thì nếu như các bạn đã có thể tự sở hữu được một máy Nintendo Switch như mình thì cái việc đó quá dễ dàng rồi. Còn không thì các bạn còn phải ráng kiếm được một người bạn nào đó để mà nhờ phát box giùm. Nhưng mà kể cả là chúng ta không có được Box Meltan đi thì với cái việc là có 30 incense luôn luôn sẵn sàng trong túi, tương đương với 30 tiếng đồng hồ tha hồ bắt Pokemon thì cũng khá là ok rồi. Xém xíu nữa thì kết thúc video mà quên cái này luôn. Đó là ngay thời điểm này các bạn hoàn toàn có cơ hội bắt được boss 5 sao. Cụ thể là em Giratina có cơ hội shiny luôn, nhưng mà không cần phải đi đánh raid, ngồi ở nhà luôn bằng cách là tham gia Go Battle League, đánh PvP với những người chơi online khác. Đây, vô một battle ha. Đó, thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn là đánh free, không có cần phải dùng thẻ xanh. Thì chúng ta phải cần thắng 4 trên 5 trận để có thể nhận được cái phần thưởng là một em Pokemon ngẫu nhiên.
trong đó có cơ hội là có boss 5 sao. Hoặc là nếu như không tự tin lắm thì các bạn có thể xài một thẻ xanh để đánh lấy cái premium rewards. Thì chỉ cần thắng 2 trên 5 trận thôi là có thể bắt đầu nhận được một em Pokemon ngẫu nhiên rồi. Ok, thì ở đây thì mình đánh 3 trận, đã thắng được 2 trận rồi. Sẽ bấm nhận thưởng nè. Đấy. Ok, dứa bạc. Rồi. Thì đây em Pokemon nào nhé. 1, 2. Boom, Metacross. Ê, ok, quên mất. Khi mà ở giải mới, em Pokemon đầu tiên mà các bạn nhận được á luôn luôn sẽ là Metacross. Ok, nhưng mà không sao. CP 2119 kiểu ngồi nhà mà cũng bắt được Pokemon xịn sò mà. Đó, here you go. Thì đối với những anh chị em trainers nào chơi lâu năm thì em Metacross này không là vấn đề rồi. Nhưng mà đối với những bạn nào mới comeback thì em này cũng thuộc dạng là hiếm đó nha, khó kiếm đấy. Đặc biệt là càng khó săn kẹo nữa. Nhưng mà nếu như cố gắng đánh tốt ở trong PvP thì có thể sở hữu được em nó rồi. Ok, vậy thì phần thưởng tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu có cơ hội có Giratina. Có nên đánh một lèo luôn không để kiểu cho các bạn thấy. Ok, mọi người chờ xíu nha, để mình sẽ ráng đánh luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đánh thêm một round nữa. Và để cho nhanh thì mình sẽ xài một cái free pass. Ê quên, một cái premium pass đó. Rồi, đánh Great League ha. À, với lại dành như mà nào chưa biết thì hôm nay thì chúng ta cũng đã chính thức bắt đầu mùa giải mới của Go Battle League. Và mình đã được reset lại về rank 1. Vừa mới thắng cái round hồi nãy cho nên là mình đã lên rank 2. Bây giờ mình sẽ đánh cái round này, hy vọng là thắng rồi sẽ lên luôn rank 3 nhé. Ok, trận đầu tiên. Thì mình cũng đã may mắn thắng được cái trận này. Rồi, next battle. Thắng thêm một trận nữa thôi thì mình sẽ được mở một em Pokemon ngẫu nhiên. Hy vọng sẽ ra một em Giratina. Oh no, mình thua trận này rồi. Kiểu do một cái kiểu team mình đối với team kia thì nó cũng ok, nhưng mà do là một cái switch hơi bị sai ở ngay khúc đầu. Thua rồi. Yep. Cần một trận nữa thôi. Hey, đội bạn đã mắc một sai lầm cực kỳ lớn vào ngay gần phút chót các mọi người. Cho nên là here we go. Chúng ta đã có chiến thắng thứ hai rồi. Ok, cái round này thì mình đã đánh 3 trận và thắng 2 trận. Chút nữa thì sau khi off video mình sẽ đánh tiếp cho nó hết luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ mở quà ra để xem chúng ta có được một em Giratina shiny hay không. Hy vọng cao quá. 1, 2, 3, let's go. Cái gì vậy? Sao nhục vậy? Oh my gosh. Ok. Thiệt tình luôn á. Cất công như vậy rồi. Ok, nhưng mà thật sự là chúng ta vẫn có cơ hội để có được một em boss 5 sao nha. Thậm chí là mình đã thấy một số bạn mở được em Giratina và còn shiny luôn. Rất là may mắn. Khỏi phải đi ra ngoài đánh raid. Ok mọi người ơi, thì mình nghĩ là cái thông điệp mà Niantic muốn gửi đến tất cả những cộng đồng người chơi, những người hâm mộ Pokemon Go, cũng giống như là bản thân mình, một người làm content về Pokemon Go, muốn truyền tải đến cho các bạn, đó là không gì quan trọng bằng sức khỏe của chính bản thân chúng ta và những người xung quanh. Cho nên những anh chị em trainers của Pokemon Go chân chính, hãy thật ý thức về cái tình hình hiện nay của dịch Covid-19. Có thể chúng ta sẽ chơi chậm lại một tí, lâu có shiny hơn một tí, hoặc thậm chí là sẽ không có thể săn được một em Pokemon nào đó cụ thể trong đợt này. Nhưng mà một lần nữa mọi người ơi, không có một em Pokemon shiny nào, không có một em Pokemon legendary nào, kể cả Shundo nào, có thể đáng giá và quan trọng hơn sự an toàn cho sức khỏe của mỗi người. Rồi, và cầu mong sao cho cái thứ dịch đáng ghét này có thể mau chóng được dập tắt, để tất cả chúng ta có thể trở về cái nhịp sống như bình thường. Không chỉ riêng là chỉ để chơi Pokemon Go không, mà còn tất tần tật mà mọi thứ xung quanh nữa, cơm áo gạo tiền vân vân. Một lần nữa, mình là Bác Anh hay còn gọi là Anh KT. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của hành trình Pokemon. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và hãy nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Pika. Peace. Ok, đây là phần bonus. Oh my gosh, không thể tin được luôn mọi người. Các bạn vừa xem cái khúc hồi nãy, mình vừa mới nói là đánh Go Battle League sẽ có cơ hội ra boss 5 sao, cụ thể là Giratina đúng không?
Và cũng hồi nãy là mình bị Interwork, em đầu tiên là Metalcross, em thứ hai là Snivy. Chờ xíu. Kabam! Shiny Giratina bắt bằng banh Ultra Ball nha các bạn. Đây các bạn thấy ha. Đó, có nghĩa là em này được bắt từ trong phần thưởng của Go Battle League. Còn nếu như bắt được ở trong raid thì em này sẽ có ký hiệu của một cái banh màu trắng Premier Ball. Ok, thì lúc mà hồi nãy mở ra được em này á, mình thấy oh wow, hơi tiếc là mình không có quay lại cái khoảnh khắc đó, kiểu như là để chèn vào cái video. À đây, các bạn thấy ha. Đó, thậm chí là cái video các bạn đang xem nè, Lily còn đang edit dở dang luôn, kiểu phụ mình edit chưa hoàn thành xong luôn á, thì được thêm em này. Và chắc chắn là mình sẽ chèn cái khúc này vào cái video các bạn đang xem. Nhưng mà mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Bởi vì mình có một cái ý nghĩ nó hơi kiểu như là nó hơi tham vọng và nó hơi viển vông một chút xíu á. Kiểu mình viết ra một kịch bản là ok, thôi hay là mình cố mình đánh thêm một round nữa coi nó làm sao. Nhiều khi được thêm một em Giratina nữa thì rồi biết đâu thậm chí là được shiny nữa là làm sao, kiểu double shiny làm sao, đúng không? Và mình đã thật sự đánh thêm một round nữa. Thì đây là kết quả. Mình đánh 3 trận rồi ha. Mình đã thắng 2 trận. Không quan tâm lắm vào cái số trận thắng thua, nhưng mình đã tới được cái món quà. Và đây là kết quả. 1, 2, 3. Không thể tin được. Đi đi. Thấy sao? Các bạn thông cảm, con người ta có Shundo rồi cho nên là chảnh lắm. Double back to back Shiny Giratina. Oh my gosh. Em này mình chưa bắt luôn á mọi người. Kiểu ok, thì nếu mà ai mở ra được á thì các bạn cứ tha hồ mà thoát ra. Bởi vì những em nào mà là phần thưởng á thì nó sẽ không có mất đi. Thì đó, nó cứ vẫn ở đây thôi. Wow. Để mình chiêm ngưỡng lại cái khoảnh khắc. Ta-dang. So beautiful. One more time. Không tin được. Thực ra thì ở trong đợt raid em Giratina của năm ngoái á, mình cũng đã có được hai em shiny rồi. Mình đã cũng đã trade cho một bạn kia một em rồi, mình cũng đã trade lucky với người bạn chí cốt của mình và được một em shiny Giratina 96. Nhưng mà mình là một người đơn giản. Mình thấy shiny không cần biết là có rồi hay chưa, mình vẫn thích. Yeah. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt em nó thôi mọi người, để cho nhanh thì mình sẽ xài Ultra Ball, có thể là mình sẽ xài dứa bạc. Yep. Đấy. Thử thách ném excellent bằng một ngón tay cái. Xem nha. Ý. Ồ. Hơi bị hụt chút xíu. Ok, hold on. Dứa bạc nha. Em này nó không có chạy đâu trừ khi mình hết banh thôi. Thôi mà, không được. Mình phải dùng tay trỏ thôi. Em này thì ném excellent cực kỳ dễ nha mọi người. Có thể giống như là Mewtwo vậy đó. Bởi vì cái vòng em nó rất là bự, không có gì phải vội cả. Trước sau thì em cũng vào thôi. Ngoan nào. Here we go. All right. Beautiful. Đây, cho mọi người xem luôn. Hai em back to back liên tục luôn. Em có khi nào nhiều khi mình đánh thêm trận nữa cái được luôn. Triple luôn, ba con luôn. Anh đánh cho em đi. Ủa? À, có người nào người đó đánh đi chứ sao tự nhiên. Bắt cái này là nhờ có đánh thuê nữa hả? Vậy thôi, cần edit video đi. Ok, chúc đánh cho. À, mọi người thấy Lily giỏi không? Trời ơi, ngồi edit video như phim luôn. Từ một em gái không biết gì cả về editing, mình chỉ sau một khóa thôi. Chuyên nghiệp liền. Từ một em gái ngáo ngơ. Từ một em gái ngáo ngơ trong làng làm thơ. Ok, thôi, nó giỡn thôi. Thì yep, mọi người hoàn toàn có thể trong thời điểm này ngồi ở nhà bắt Pokemon mỗi tay, thậm chí còn có khả năng shiny legendary. Vậy thì tại sao không vậy? Một lần nữa, chúc mọi người một ngày tốt lành. Pika, peace. Wait, chưa hết.
After Credit 2, một mẻ 9 chứng 10 km. Xem nào. Yo. Really shiny. Shiny. À. Nope. Hello Momola. Alright. Chứng thứ hai. Come on. Really shiny. Shiny. Oh, thanks. Absol, not bad, nhưng mà what shiny, check IV nào. Wow, không được, tạm, tiếp. Shiny. Trời ơi, giờ cũng đã ra VBAS năm 1900 hồi đó nữa. Tiếp luôn. Oh my gosh. Mất 2 tuần để mà collect cái đám trứng này. Đã trong vòng một khoảnh khắc. What? What? Trứng ung miết luôn, trứng ung rồi, ung rồi mọi người ơi. Come on, let's go. Ooh, nói ba, không tả không tả, Gibbo cũng được em mọi người, cũng được cũng được. Ok, để try. Shiny, real, oh my gosh. Not shiny. Mình coi như là xém shiny đi. Oh my god. Không, nói thiệt luôn, không biết là cái ạc mình bị gì. Từ trước tới giờ mình nở ra cái tỷ lệ mà ra real ở trong trứng á rất là thấp luôn. Ok. Có thể là em này, nói chung là em này là IV như vậy là cũng xài được rồi nha mọi người. Nhưng mà nó thôi, kệ, cứ đánh sao đây rồi sau này mình quyết định tiếp. Bóp. Bóp. Làm hai cái này coi. Real. Ok, có thể là trứng cuối rồi. Real. Chi vậy, ra ông karate này chi vậy? Come on, come on. Hết rồi. That's it. That's it. À. Nè, bữa em ấp trứng là shiny nè. Ủa, này là chuyên mục nở trứng của anh mà. Em khoe chi vậy? Nhưng mà em thích khoe. Rồi, after nè. Credit. Cái gì ở ngoài? Nè, Sundo nè. Đó, Sundo đó mọi người, đó. Đó. Thấy giờ rồi, được rồi, đi về. Nhìn rồi, đi, rồi. Nhìn cho kỹ. Rồi, thôi.